Cô Lan à. Cô đi đâu vậy à. Con đã nói cô là cô ngồi ở trong nhà nghỉ ngơi đi. Con pha ly nước chanh nhanh lắm rồi ra uống cho khỏe. Tự nhiên cái đi bang bang ra ngoài đây vậy. Cô đi ra đây cô thấy nó dễ thở hơn. Dễ thở hơn, cô nó thấy thoáng. Cô ra đây cô thở hổn hển, cô mệt hơn á. Xì sẩm quá. Cô mệt phải không này nè à. Uống miếng nước chanh con pha đi. Nóng nha cô. Từ từ vừa thổi vô uống. Nóng không cô? Nóng phải không? Chua quá. Ủa, chua hả? Ủa sao nãy con đêm con không thấy cũng vừa vừa mà. Ủa, sao tự nhiên uống vô cô nhìn cái mặt con nó hai ba nét luôn á, nó nhè 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 luôn á. Trời ơi, thôi thôi, là cô là bị nặng dữ lắm đó. Là nãy con kêu ngồi trong trong nhà đi, tự nhiên đi ra đây chi cho say sẩm mặt mày. Rồi thôi nè, uống thêm miếng nữa đi cô. Uống thêm đi cho nó tốt. Để cô ráng uống coi. Mà con nói thiệt nha, cô bị gì nè, là cũng do cô không đó. Sao do cô? Cô nói nhiều quá. Trời ơi, cô nói nhiều quá trời ơi. Nãy mà mai là cô đã mệt rồi mà cô vô cô nói, mà cô nói thiệt mà con nội con sắc miếng chanh thôi mà con nghe con muốn lùng bùng lỗ tai luôn á, cho nên là cô mới làm mệt dữ dội nè. Nhỏ này ngộ quá, nói có ảnh hưởng gì tới cái chuyện mệt trời. Trời ơi, mình nói mình phải dùng sức, mình cũng dùng hơi cho nó đó. Cô thở hổn hển thấy không? Thì có cũng hên á, cũng hên là hôm nay á con chưa lên công ty, định đi ra chợ mua ít đồ đi ngang gặp cô thấy cô chứ tự nhiên lỡ mà không gặp con rồi cô hả đi một mình ên cô vậy, rồi lỡ mà cô chóng mặt cô say sẩm rồi cô té cô xỉu nào không ai hay đó. Trời ơi, sao mà trụ quẻo tôi bệnh rồi xỉu gì tùm lum hết vậy? Thì nói thiệt con lo cho cô mà. Cảm ơn con cái ly nước chanh nghe. Nhưng mà uống miếng nữa đi cô. Thấy đỡ đỡ rồi đó. Thôi trời hết hồn vậy. Con chào cô Lan. Em chào chị Minh Minh. Ủa hôm nay cô Lan với chị Minh Minh rảnh rỗi hai cô cháu tâm sự chuyện gì vậy? Rảnh rỗi gì, bây giờ chị còn đơn hàng chốt đơn ở trong công ty tùm lum tùm la kìa. Nhưng mà thấy cô Lan vậy nè cho nên là bây giờ hả kêu mấy bạn nhân viên làm rồi, bây giờ ở đây chăm cô Lan nè. Cô Lan. Sao con thấy cô mệt mỏi quá vậy mà cô uống gì vậy? Uống chanh. Uống nước chanh. Ủa mà cô bị trong người sao mà uống nước chanh vậy đây chị? Đây nè. Đi chợ, cô đi đâu vậy? Đi mua chanh. Đi mua chanh xong rồi không biết làm sao chóng mặt. Nhức đầu, buồn nôn mình rồi giờ thêm hoa mắt nữa nè. Quá. Hồi nãy mặt mày xanh chanh luôn. Cái chị nói ủa sao cô Lan đi từ xa thấy cô bị gì vậy ta? Đi lại gần rồi cái tay lạnh ngắt. Đó, mệt quá chị mới kêu là ngồi nghỉ ngơi đi, chị pha cho ly nước chanh uống là cũng đỡ đỡ rồi nè. Nhưng mà chị cũng ẩu lắm luôn á. Chị thấy cô vậy nãy sao chị không bắt gió hay là chị cạo gió cô đây trời luôn? Ơi. Tại con thấy người ta hay bị trúng gió hay mệt người ta hay làm vậy lắm. Giỡn hoài. Cái vụ mà cạo gió bắt gió rồi phải ai cũng cạo được con rồi. Ủa vậy hả cô? Sao cô mệt quá, cô chóng mặt quá. Ủa, nhưng mà bây giờ cô uống nước chanh rồi cũng chưa đỡ nữa ha cô? Đỡ được một chút rồi. Đỡ hơn chút. Ừ. Chị hả? Em thấy cô mệt mỏi lắm á, nhưng mà bình thường á là cô có hay bị như vậy không? Đúng rồi đó cô, là dạo gần đây là cô có hay bị cái trường hợp này không cô, hay là đây là mới là lần đầu? Dạo gần đây hay bị, chắc cô nghi là cô có vấn đề về sức khỏe quá. Cô Lan hay ơi. Mệt khó thở à? Không, dạo gần đây là con nghe cũng nhiều người than là mệt mỏi, chắc là do thời tiết quá đúng không em có ổn, sức khỏe ổn không? Không, em nghĩ là thời tiết là một chuyện nhỏ thôi. Mà cái vấn đề là cô nói là cô hay bị mệt rồi cô bị chóng mặt khó mà thở. Cô khó thở mà cô bị cũng thường bị đúng không con? Dạo gần đây cô hay bị, con đang nghi là cô mắc phải căn bệnh là bệnh bị tụt huyết áp á. Tụt huyết áp hả? Ha, cô cũng nghi như nó vậy đó. Vậy hai người cô đi khám chưa? Thì đang định đi khám nè, tính không. Đi khám chiều nay đi khám coi sao, chứ thấy sức khỏe đuối quá. Con thấy mấy triệu chứng này là cô đi khám càng sớm càng tốt. Tại vì không có y được đâu, tại vì cái bệnh tụt huyết áp này nguy hiểm lắm. Vậy hả? Dạ. Thôi vậy để chiều cô đi khám. Không, phải từ từ, nhưng mà con thấy là dường như tụt huyết áp, con thấy cũng nhiều người lớn tuổi cũng bị, chắc mình ngồi nghỉ ngơi rồi không. Rồi là cũng khỏe đó. Không chị, trời ơi, tụt huyết áp nguy hiểm lắm nha cô. Nó có những biến chứng mà con nói con sợ cô lo, là nhiều khi nó dẫn tới là bị hả tai biến mạch máu não nè. Trời. Nặng hơn là có nhiều người bị nhồi máu cơ tim rồi bị đột quỵ luôn á cô. Trời ơi, sao nguy hiểm dữ vậy? Cô nói được nghe rồi, phải đi khám liền thôi. Dạ không được. Hoàng, hôm nay em có làm gì không? Hôm nay em rảnh. Con cũng có việc nhưng mà không sao đâu, để con kêu mấy bạn nhân viên á làm thay con, để con với Hoàng rồi chở cô lên bệnh viện khám hỏi bác sĩ coi là tình trạng con sao. Chứ để nó nặng hơn là vậy mệt. Vậy cô nhờ tụi con nghe. Dạ vậy bây giờ. Vậy bây giờ con đưa cô với lại chị Minh Minh vô bệnh viện gặp bác sĩ hỏi cho nó chắc nha cô. Đúng rồi, cô cũng phải hỏi thêm cái vụ mà nãy con nói là đột quỵ rồi dạ. Máu gì đó, cô phải hỏi kỹ cái vấn đề đó mới được. Sao mà lo quá.
Xin chào tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, chương trình Bác sĩ của bạn lại có dịp được gặp quý vị rồi đây ạ. Như một thói quen, nhiều quý vị luôn mở TV vào mỗi buổi sáng để có thể theo dõi chương trình trước khi chúng ta bắt đầu công việc của một ngày mới. Và hy vọng là những thông tin về các căn bệnh mà chương trình chia sẻ sẽ giúp cho quý vị phòng bệnh thật là tốt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một cái vấn đề liên quan tới huyết áp. Bình thường thì quý vị vẫn cứ hay nghe là huyết áp cao, tôi bị cao huyết áp, tôi bị chóng mặt, tôi bị khó chịu. Vậy tình trạng huyết áp thấp thì sao? Ảnh hưởng đến sức khỏe của quý vị như thế nào? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu qua phần trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Bùi Thế Dũng quý vị nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Thân chào Diễm Lan, thân chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, huyết áp cao thì mọi người nghe nhiều rồi. Vậy thì cái tình trạng huyết áp thấp sẽ được định nghĩa là như thế nào ạ? Huyết áp chúng ta nếu gọi là thấp đó thì dưới cái mức là 90 trên 60 ml thủy ngân, tức là huyết áp tâm thu là dưới 90 và cái tâm trương là cái số dưới đó, nó dưới 60 thì được gọi là huyết áp thấp. Dạ thưa bác sĩ, việc mà bị huyết áp thấp như vậy á, có phải là bệnh hay không ạ? Hay là nó là một cái hiện tượng bình thường của một người sinh ra bẩm sinh hay có ạ? Có hai cái dạng huyết áp thấp. Thì đầu tiên mình gọi là huyết áp thấp cơ địa đó. Tức là cái bản thân của một người đó là đo huyết áp lúc nào cũng dưới 90, số dưới 60. Tuy nhiên không có triệu chứng gì cả thì có thể là liên quan đến cái yếu tố di truyền, liên quan tới cái thể chất của người đó, hoàn toàn không có triệu chứng gì cả thì chúng ta cũng không có lo ngại gì. Chúng ta chỉ lo ngại đến huyết áp thấp, bệnh lý thôi. Thì huyết áp của con người chúng ta đó thì có nhiều cái yếu tố nó tạo nên một cái trị số huyết áp, trong đó là có cái sức co bắp cơ tim nè, thể tích máu nè, rồi cái hiện tượng sức cản của mạch máu động mạch đó, rồi cái tần số tim hay là nhịp tim đó, thì nhiều yếu tố như vậy nó tạo nên một cái trị số huyết áp. Nếu một trong hoặc là nhiều yếu tố đó nó thay đổi thì nó sẽ làm cho huyết áp thấp. Thí dụ như cái tim bóp yếu quá, thí dụ như là cái thể tích lưu thông máu của chúng ta đó bị giảm xuống, thí dụ như người đó bị tiêu chảy hoặc người đó bị mất máu cấp, hoặc là cái mạch máu, sức cản mạch máu nó giảm xuống, thí dụ như sử dụng những cái thuốc làm cho giảm mạch máu, hoặc là những cái rối loạn về cái thần kinh làm cho mạch chi phối mạch máu nó giãn ra một cách đột ngột, sợ quá chẳng hạn, hoặc là cái nhịp tim, cái tần số tim nó rớt xuống đột ngột. Tần số chúng ta bình thường là khoảng 60 tới 100, bây giờ vì một bệnh lý nào đó làm cho rớt xuống còn 20-30 thì như vậy là huyết áp sẽ thấp xuống nặng hơn là bất tục, thì như vậy là rất là nguy hiểm. Thưa bác sĩ, như vậy chúng ta nói riêng về cái vấn đề là huyết áp thấp bệnh lý thôi, thì nguyên nhân nào khiến cho huyết áp của họ bị thấp như thế ạ? Thường gặp trong đời sống hàng ngày nè, là bị mất nước, bị tiêu chảy chẳng hạn, đó sốt cao, đặc biệt ở trẻ em nếu tiêu chảy một cách dữ dội mà bù nước không đủ là huyết áp nó tụt. Hoặc là những cái người bị chấn thương, mất máu là huyết áp thấp, huyết áp tụt luôn. Hoặc là những cái bệnh lý mà ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh, đặc biệt tổn thương hệ thống thần kinh hoặc tủy sống rồi chẳng hạn thì huyết áp nó tụt. Hoặc là những bệnh lý tại tim, rối loạn nhịp tim, tim chậm quá chậm hoặc là nhanh quá nhanh, hoặc là bị suy giảm tim co bóp một cách đột ngột như là nhồi máu cơ tim cấp, hoặc là suy tim lâu dài cũng vậy, thì trái tim bóp rất là yếu, thì như vậy làm cho huyết áp nó thấp hơn bình thường. Dạ, thưa bác sĩ, như vậy thì dấu hiệu nào bệnh nhân có thể phát hiện ra là ồ, tôi thuộc cái dạng là bị huyết áp thấp bệnh lý ạ? Huyết áp thấp thì cái biểu hiện đầu tiên là nó giảm tưới máu não, thì làm cho cái người đó có thể là có những triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, dấu hiệu tụt áp tư thế, tức là khi đang ngồi hoặc đang nằm đột ngột đứng lên cái say sẩm chóng mặt liền, là do máu nó không có đủ cung cấp lên não, do mình thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng một cách đột ngột như vậy là làm cho chóng mặt, có thể thậm chí té luôn, nặng hơn là có thể là ngất luôn do máu lên não không đủ. Ngoài ra có những biểu hiện khác, thí dụ như là tim đập rất là nhanh, bù lại cái lượng máu mất đó thì tim đập nhanh lên, rồi vã mồ hôi, da mặt tái mét chẳng hạn. Nếu mà mất nước nhiều, thí dụ như tiêu chảy kéo dài có thể làm môi khô, mắt nó trũng xuống chẳng hạn, đó là những dấu hiệu mà nguy hiểm, cần phải được nhận diện và cứu chữa một cách kịp thời.
Dạ, như vậy thì cái việc mà điều trị cho những cái người bị huyết áp thấp thì diễn ra như thế nào thưa bác sĩ? Khi mà có những dấu hiệu thiếu máu não hoặc là giảm tưới máu các cơ quan quan trọng thì cần phải cấp cứu một cách kịp thời. Tốt nhất là phải được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Đó là chúng ta nói những trường hợp mà huyết áp thấp hoặc là bất tục một cách cấp tính á, có những cái bệnh lý nó làm cho cái huyết áp giảm nhưng mà nó không có đột ngột thì người đó có thể dung nạp được, tuy nhiên vẫn có những dấu hiệu nhẹ hơn, thí dụ như là thường xuyên hoa mắt chóng mặt chẳng hạn, thì không cần thiết phải nhập cấp cứu mà đi khám chuyên khoa tim mạch có thể phát hiện ra được. Thì đối với những trường hợp mà cấp cứu là chúng ta nói cấp cứu đi, nó nguy hiểm tính mạng hơn thì có nên đến bệnh viện khám liền, và tùy theo cái nguyên nhân thì bác sĩ sẽ có biện pháp khắc phục một cách thích hợp. Dạ, và thưa bác sĩ, hiện nay thì Loan thấy là có nhiều người bảo là ồ, huyết áp thấp á, thì mình tìm cách cho nó tăng huyết áp lên, cách sơ cứu nhanh nhất là đưa đến bệnh viện, chứ chúng ta không thể làm gì khác, đúng không ạ? Thì thật sự là những trường hợp đó thì có thể là cấp cứu ban đầu thì có thể cho cái người nó nằm ở trên một mặt mặt phẳng, tại vì khi chúng ta nằm như vậy thì máu tưới não sẽ tốt hơn, nằm yên trên đó. Và nếu mà người đó không may bị chấn thương chảy máu thì chúng ta sẽ cố gắng sơ cứu, băng bó vết thương để cầm máu. Đó là cách cứu chữa ban đầu, rồi ngay lập tức chuyển đến cơ sở y tế gần nhất. Vâng, thưa quý vị, với chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng đã có những cái kiến thức cần thiết trong cái việc sơ cứu dành cho những cái trường hợp người bệnh bị tụt huyết áp một cách đột ngột. Còn ngay sau khi chúng ta sơ cứu xong thì xin quý vị chúng ta tìm cách để đưa bệnh nhân đến với bệnh viện càng sớm càng tốt, để bệnh nhân sẽ nhận được cái sự can thiệp một cách chuyên sâu từ phía các y bác sĩ quý vị nha. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ạ. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai.